Chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Hôm nay thì Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn về một cái mẫu nhà vườn mới nhật với cái tổng diện tích xây dựng công trình là bằng 130 m², công năng thì bao gồm có 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng khách và một phòng bếp. Đó, và công trình lần này thì là mình đã tư vấn thiết kế cho anh Dương Chí Hồng ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh như quý vị các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì là Cường xin giới thiệu rất kỹ cho quý vị các bạn về cái bộ hồ sơ lần này. Thứ nhất là để cho anh Dương Chí Hồng cũng như là thợ của nhà anh có thể là đọc được cái bản vẽ, và cái thứ hai là cũng giúp cho quý vị các bạn là biết cách mà chúng ta xem một bộ hồ sơ, phải không ạ? Đó, thì việc đầu tiên ý, thì là Cường xin giới thiệu chung cho quý vị các bạn về công trình cũng như là chủ đầu tư. Thứ hai là Cường xin phép là giới thiệu cho quý vị các bạn về công năng, giải pháp để cho quý vị các bạn biết được về cái công trình lần này trước. Sau đó thì chúng ta mới đi tìm hiểu về cách mà chúng ta xem một cái bộ hồ sơ như thế nào và làm sao để xem được cho nó đúng. Thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Cường thì quý vị các bạn là hãy nhấn nút đăng ký, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản bất cứ một video nào thì quý vị các bạn sẽ là những người nhận được nhanh nhất. Và trong cái video ấy thì là Cường cũng sẽ dành ra một cái thời gian để tặng cho quý vị các bạn về những cái phần quà rất là hấp dẫn. Thế nên là các bạn hãy cùng Cường là xem nhé quý vị các bạn nhé. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên thì Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn về hình thức công trình. Về hình thức công trình thì là bên mình đang thiết kế với cái mặt tiền là gần 12 m theo cái phong cách kiến trúc đó là hiện đại một cách rất là nhẹ nhàng như quý bạn nhé. Lối vào chính đây vẫn là một cái sảnh trước rất là to và rộng. Chiều cao lên sảnh này là bằng 34 này, và chiều cao lên đến kịch trần bên trên của sảnh nhà mái chính là bằng 3,9 m, đúng không ạ? Thì chiều cao cả cái sàn sàn này nó đang rơi vào khoảng tầm là 4 m, đúng không ạ? 4 m 020. Và cái công trình thì là Cường đã tính toán làm sao để cho quý bạn biết cách tính được cái chiều cao mái ngói này rồi, đúng không ạ? Ví dụ như là trên cái ngói này thì chúng ta sẽ phải tính làm sao để cho chúng ta biết được cái độ dốc của một cái công trình nó dao động vào khoảng tầm từ 28 cho đến 30 độ nha quý vị các bạn nhé. Thì là trong bản vẽ sẽ xác định được cái chiều cao làm sao cho phù hợp. Bạn nào mà chưa biết cách tính cái chiều cao mái thì các bạn có thể là vẽ lại và inbox cho Cường thì Cường sẽ hỗ trợ các bạn về việc đó. Và công trình lần này ấy, thì là quý vị bạn khi xem ấy, thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái phần cửa này thì cửa chính thì mình đang sử dụng là cửa gỗ này, và các cái cửa bên hông này thì là mình đang sử dụng đó chính là cái cửa là khung nhôm sinh pha hệ nhôm hệ nhé các bạn nhé. Cái tỷ lệ cửa rất là hài hòa vì Cường đã tính toán làm sao cho nó đúng với phong thủy rồi, đúng không ạ? Thì đấy là về phần cửa. Và các phần cột này, phần cột nhà này rất là to và trông rất là sang trọng đó, hay là những cái gờ mái che của cái phào che của ô cửa sổ cũng được là các anh em của bên mình là thiết kế làm sao cho nó hài hòa đó. Thì các bạn hãy cùng Cường tẹo nữa, Cường sẽ giới thiệu về bản vẽ cho các bạn đấy các bạn nhé. Về lối lên thì là bên mình đang thiết kế là 5 bậc, nên là cái công trình của mình ấy nó sẽ rất là cao và nó sẽ rất là trông rất là đẹp, hài hòa với lại không gian bên ngoài. Đó, từ những cái bồn hoa này bên mình cũng sẽ thiết kế làm sao cho nó cân đối. Bồn hoa bên ngoài này sẽ cao hơn so với lại những cái bồn hoa bên trong, nó làm cho cái công trình nó có độ chuyển, đúng không ạ? Đấy là về phần hình thức. Và những lưu ý trong quá trình mà chúng ta thi công cái hình thức để Cường cũng xin phép là chia sẻ luôn cho các bạn là tất cả những cái phần bên dưới sàn này này thì các bạn dưới bờ bên dưới, đúng không ạ? Đây những cái bờ bên dưới này thì các bạn nên là giúp mình là ốp đá nha các bạn nhé, để làm sao ạ, để khi mà mưa gió bẩn thì là nó sẽ không bắn lên bên trên. Hay là những cái lanh tô này thì là chúng ta cũng nên thiết kế làm sao cho nó phù hợp, mỗi một gia đình sẽ có một cách thiết kế khác nhau, không có công trình nào là giống công trình nào đâu nhé các bạn nhé. Cái lanh tô này là đang theo hình giống như là cái mái đua ra, đúng không ạ? Đó, bên trên này thì cao hơn, bên dưới này sẽ thấp hơn. Thì khi mà các bạn xem cái phối cảnh này này thì là các bạn thứ nhất là các bạn cũng hình dung được ra cái hình thức của cái công trình đó. Và bây giờ thì chúng ta cần phải xem những cái bản vẽ như nào thì tẹo nữa Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn về cách đọc bản vẽ để các bạn cũng cùng Cường xem. Trên cái phần này thì các bạn cũng có thể thấy được rằng là bên mình đang làm hai sảnh, một là vào sảnh trước của công trình là để tiếp xúc với lại khu vực phòng khách, hai là cái sảnh phụ đi vào cái khu vực phòng bếp đó nhé các bạn nhé. Thì Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường xem tiếp ạ. Đó, đây trên cái bản vẽ của bên mình ý, thì là sẽ mô phỏng luôn cho các bạn về cái công năng, cái sơ đồ công năng của phần nội thất ạ. Cường xin giới thiệu cho quý bạn về cái sơ đồ công năng của cái công trình lần này. Trên cái sơ đồ công năng của một cái ngôi nhà vườn
mái Nhật với cái tổng diện tích xây dựng là bằng 130 mét vuông. Kích thước của công trình chiều rộng này đang là 11,7, chiều sâu của ngôi nhà là đang dao động là khoảng 10 mét cho quý các bạn nhé, hơn 10 mét một chút ạ. Tẹo nữa Cường sẽ chia sẻ cho quý các bạn về cái bản vẽ kỹ thuật. Thì các bạn có thể thấy được rằng là bên mình đang thiết kế theo một cái không gian ở đằng trước khi vào sảnh vào. Đây chính là một không gian phòng khách này. Sau đó kết nối giữa không gian phòng khách đó chính là một không gian phòng bếp có một cái vách ngăn, nó làm cho cái công trình nó rất là thoáng nhé các bạn nhé. Các phòng ngủ thì là bên mình đang bố trí ở 3 phần, 1 phần, 2 phần, 3 phần, 3 góc. Tất cả cái này là bên mình đã tính toán làm sao để cho chọn được những cái cung đẹp để mình sẽ bố trí phòng ngủ. Còn đối với lại khu vực phòng thờ thì là bên mình đang đặt chính giữa cái ngôi nhà, chính giữa theo cái phần sảnh. Ở cái phần này thì là các bạn là nên nâng cái cốt của cái phòng khu vực phòng thờ này lên khoảng tầm 10 phân cho đến 8 phân nhé các bạn nhé. Để làm gì ạ? Để là khi mà các bạn mà vệ sinh nhà cửa này thì là các bạn có thể là rửa nhà rửa cửa thì nó sẽ rất là sạch, và khi đó thì là các bạn sẽ không bị bẩn vào bên trong này. Bên trong này thì chúng ta chỉ cần lau qua là nó sẽ khô và nó sẽ rất là sạch nhé các bạn nhé, và cái không gian phòng thờ nó sẽ ấm cúng hơn đó. Và một điều nữa đó chính là khi mà các bạn đổ trần nhà của khu phòng thờ thì là các bạn nên giúp mình là làm thêm 4 ô ở bên trên này. Phần này cũng đang chỉ mũi tên đây, mũi tên này để làm gì ạ? Để làm 4 ô là có kích thước là bằng 30 x 30 hoặc là 20 x 20 để làm gì ạ? Để là khi mà chúng ta làm cái quạt hút mùi vào đây thì nó sẽ đẩy cái khói, khi mà chúng ta thắp hương thì sẽ đẩy cái khói lên bên ngoài. Thế còn để mà trang trí thêm cho khu vực phòng thờ thì là Cường khuyên các bạn là chỉ cần dùng là cái vách CNC đơn giản, sau đó chúng ta buông rèm nhẹ là cái khu vực phòng thờ sẽ rất là trang nghiêm và sẽ không ai nhìn được vào trực diện vào bên trong nhé các bạn nhé. Thêm một cái sập vào nữa thì là tuyệt vời luôn, phải không ạ? Thì đấy là về cái không gian phòng thờ. Còn các cái khu vực và phòng ngủ này thì các bạn có thể quan sát là mình vẫn đang bố trí tất cả các cái đầu giường quay rất là hài hòa và có cửa sổ mở nên là các cái phòng ngủ rất là thoáng. Các phòng ngủ thì luôn luôn đạt được cái kích thước theo yêu cầu. Đó, còn đây là một cái phòng ngủ có vệ sinh riêng. Đó, nhiều gia chủ ạ thì là thiết kế chúng ta sẽ kiêng kỵ rất là nhiều điều, ví dụ như là kiêng cửa đối nhau, phòng ngủ không cửa cạnh phòng thờ vân vân. Thì Cường xin phép và chia sẻ cho quý vị các bạn là mỗi một gia đình, mỗi một hoàn cảnh và mỗi một người sẽ có một cái không gian sống khác nhau nhé các bạn nhé. Làm sao miễn làm sao khi mà chúng ta sinh hoạt chúng ta cảm thấy nó thoải mái, đấy là một trong những cái điều mà tuyệt vời nhất về các cái không gian đó. Nên là không có ai là ngôi nhà nào là giống ngôi nhà nào đâu các bạn nhé. Đó, và cái khu vực này cũng chính là một cái khu vực vệ sinh cho khu phòng bếp. Nó nhiều khi mà các bạn sẽ hỏi là tại sao mà chúng ta lại không mở cái cửa bên này, mở cửa bên này và để cho cái cửa phòng ngủ này ra ngoài này, để làm sao để khi mà chúng ta đi vệ sinh cái chúng ta mở cửa vào đây luôn. Nhưng mà khi mà chúng ta đang ngồi ăn ở đây đúng không ạ, thì chúng ta lại thấy là có người đi vào vệ sinh thì cảm giác ăn cũng không ngon. Đấy, rất là nhiều những cái vấn đề mà khi mà làm thiết kế nó sẽ gặp phải. Thế nên là các bạn hãy cùng Cường xem hết và chúng ta sẽ phân tích để làm sao cho nó hài hòa, làm sao cho nó đúng và nó phù hợp với lại từng hoàn cảnh, từng gia đình như một nhé quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái lối đi vào phòng bếp. Đây, đó chính là cái khu vực sảnh phụ. Thì các bạn có thể xem thêm ở trên cái phối cảnh, đây chính là cái khu vực sảnh phụ này. Toàn bộ cái phần hình thức của công trình thì là bên mình đã tính toán cái tỷ lệ, nên là khi mà lên cái tỷ lệ về phần mái nhà hay là chiều cao nhà nó sẽ rất là đẹp nhé các bạn nhé. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích ạ. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Trên màn hình quý vị các bạn đang xem đây, đó chính là một cái hình thức của cái mái Nhật, công trình của nhà anh Dương Chí Hồng ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Thì quý vị các bạn có thể là rất dễ hình dung ra được các cái hệ mái. Đối với cái hệ mái Nhật lần này thì là bên mình là làm là cái phần mái nó sẽ chảy vào bên trong máng nước, đúng không ạ? Trong máng nước, để là khu vực của anh thì là mưa bão rất là nhiều, nên là bên mình đang làm chảy vào bên trong máng nước. Thì quý vị các bạn nhìn đây thì các bạn sẽ hình dung ra được cái mái của nhà anh như thế nào. Thế nhưng mà khi mà các bạn nào mà chưa biết cách tính cái mái Nhật của nhà mình nó ra sao thì các bạn rất dễ thôi. Ví dụ như trên cái công trình lần này, các bạn chia cái phần này ra, từ đây ra đây là mồng 11,7, cường tính là 12 mét. Thì ví dụ như từ đây đây thì các bạn sẽ tính như thế này, lấy cái khoảng cách L này là bằng 12 mét chia đôi ra 6 mét, thì các bạn sẽ lấy là 6 mét, lấy 6 nhân với lại tan
của 30 độ thì là các bạn sẽ ra được cái chiều cao đỉnh của cái máy này. Và một điều nữa đó chính là cái đoạn 6 mét này này thì nó sẽ bằng cái chiều cao của máy, tính từ đây chiều cao của máy là tính từ 6 mét này, nó sẽ lao vào đây, nó sẽ thẳng xuống, nó sẽ được hình chữ L chính là ở cái phần này, chính là nó nằm ở cái phần này của cái công trình của nhà các bạn. Nên là cái đoạn chóp này các bạn nó cao bao nhiêu ấy, thì là chính là bằng cái đoạn 6 mét này đến giữa tâm nhé các bạn nhé. Và bên này cũng vậy, sẽ đến cái phần mép giữa này đến đây, và nó sẽ được cái đoạn này của cái công trình. Ví dụ như đây là 12 mét mà bên này là 5 mét, bên này là 5 mét, thì cái đoạn giữa này là 2 mét phải không quý vị các bạn? Thì trên bản vẽ thì bên mình đã mô tả rất kỹ cho quý vị các bạn rồi. Thế nên là cái cách mà chúng ta tính được cái mái Nhật nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Thế còn các cái lớp mà vì kèo mà chạy xung quanh này thì là, một là chúng ta có thể là xây cái tường thu hồi từ dưới lên đến đây, từ đây đến đây, và chúng ta có thể là cắt ngang qua đoạn này. Đó, chúng ta sẽ đỡ được cái tiền mà chúng ta làm cái vì kèo của cái công trình này đi. Đó, bớt được cái tiền vì kèo là nó sẽ bớt được đâu đó cho các bạn là ít nhất là 15 cho đến 20 triệu nhé các bạn nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ lập ngói lên trên, phải không ạ? Thì đấy là cái vấn đề mà Cường vừa chia sẻ cho quý vị các bạn về cách chúng ta tính cái mái Nhật cũng như là cái hình thức của cái mái Nhật như thế nào. Đó, các bạn là hãy cùng Cường xem. Khi mà các bạn xem xong cái phần hình thức này này thì chúng ta sẽ đến một cái phần rất là quan trọng, đó chính là cái phần mà là bản vẽ của công trình. Đó, và chúng ta đọc các cái phần bản vẽ, những cái phần kỹ thuật để chúng ta làm. Thế nên là khi mà chúng ta xem xong cái này thì chúng ta đã mường tượng được ra cái công trình của nhà anh Dương Chí Hồng đã như thế nào rồi. Thế còn khi mà chúng ta đi sâu vào cái phần bản vẽ kỹ thuật thì là một phần khác nhé các bạn nhé. Thế nên là các bạn hãy cùng Cường xem tiếp ở video tiếp theo. Cường xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cường xin chào và hẹn lại quý vị các bạn ở phần 2 của công trình này, để Cường sẽ hướng dẫn nó sẽ chi tiết hơn. Nếu mà giới thiệu cho các bạn mà một lượt luôn thì là các bạn khó mà có thể là các bạn đọc được cái công trình. Đó, lần buổi sau ấy, thì là Cường sẽ đi từng phần một để cho các bạn dễ hình dung. Mỗi video Cường chỉ làm 12 phút thôi. Trong ngày mai thì là Cường sẽ chia sẻ nó sâu hơn từng phần một để cho các bạn dễ hiểu nhé các bạn nhé. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ Cường. Bạn nào có nhu cầu tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy cảnh quan sân vườn thì quý vị các bạn hãy liên hệ với công ty cổ phần kiến trúc HCG. Số điện thoại của Cường là 0988799322. Đây là số điện thoại của Cường. Cường thì là khi mà các bạn làm ấy, thì là các bạn hãy là các bạn kết nối Zalo của mình thì chúng ta sẽ làm việc trực tiếp với nhau nhé các bạn nhé. Đó, một bộ hồ sơ sẽ rất là dày và đầy đủ các cái thông tin cho các bạn. Đây ạ, đầy đủ hết các cái thông tin từ kết cấu, thì trong kết cấu này, điện nước này, vân vân. Thì Cường sẽ dùng cái bộ hồ sơ này để là Cường sẽ làm rất là nhiều cái video hướng dẫn luôn cho anh Dương Chí Hồng, cũng như là hướng dẫn luôn cho tất cả các bạn, để cho các bạn là biết cách mà xem cái bản vẽ của anh. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cường xin chào và lại các bạn trong những video tiếp theo.